Hôm nay thì Phong xin giới thiệu tới các bạn cái bộ chơi game này ha, bao gồm một cái máy chơi game, mình có thể chơi một mình cũng được, mà nếu có bạn thì mình dùng cái tay cầm này nè, gắn vào cái cổng ở phía trên máy nè, có cái cổng nè, micro USB nữa không? Mình kết nối vào là có thể chơi cùng một lúc được hai người. Thì cái bộ này là có 400 trò chơi đây. Thì mình mở một trò cho các bạn xem ha. Này. Đó. Trên bộ này nó có cái cổng cáp này để kết nối với tivi nè. Rồi một cái cáp để sạc. Thì pin dùng cho cái bộ trò chơi này là pin 5C, cho nên bạn có thể chơi trong thời gian rất là lâu. Mọi chi tiết thì xin liên hệ đến Phong ở số điện thoại 097 7788 536. À, mà một cái điều đặc biệt nữa là khi các bạn đặt hàng vào chiều thứ sáu thì sẽ có khuyến mãi giảm giá ha, tối thiểu là 10%. Không những đối với sản phẩm này mà đối với tất cả các sản phẩm khác nữa. Có gì thì các bạn liên hệ trên Face hoặc là Zalo của mình, cũng bằng cái số điện thoại hồi nãy mình đọc luôn ha. Xin chào các bạn.